Ok, vâng, chào mừng tất cả các bạn đã đến với giải đấu Liên Tỉnh 2018 và đây là khu vực cuối cùng của mùa thi đấu thứ ba giải đấu năm nay rồi. Và khu vực Nam Bộ và các tỉnh miền Tây. Cuối đầu trong khuôn khổ vòng thi đấu bán kết giải đấu Liên Tỉnh 2018 giữa game thủ Phùng Văn Quang và game thủ Lỗ Minh Quang. Trận thi đấu đầu tiên trong nội dung solo random đã chính thức bắt đầu và mình là bình luận viên Hải Machio. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và bạn theo dõi qua trang chủ gametv.vn, qua fanpage gametv plus, qua kênh SCTV thể thao. Và trận đấu đầu tiên mà máy các bạn đang xem đấy là game thủ Lỗ Minh Quang bài đấu cầm Phonesian của mình. Còn bên kia Phùng Văn Quang là người được cầm Grex. Như vậy quân được giá lợi thế hơn dành cho game thủ Lỗ Minh Quang trong trận đấu đầu tiên. Xin chào tất cả anh em đang xem. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Rồi, một bãi quả đầu có 7 cây dành cho game thủ Lỗ Minh Quang. Đây một con voi, một cánh rừng, một bãi vàng đẹp để có thể khai thác. Mới đi dò đầu tiên rồi, gỗ đầu thì chỉ có một cây gần thôi, còn lại nó hơi xa. Với Phonesian thì mình nghĩ là cũng ok thôi. Đi dò để tìm đồ ăn đưa về nhà chính nào. Ít nhất là cũng đã có voi, bây giờ sẽ tìm thêm hiêu đầu, quả phụ. Và thêm một con voi nữa thì ok. Vào bài đấu cầm phô đâu, gần đây thì chắc chắn là phô bây giờ đánh giá là nhỉnh hơn. Dân thứ 9 rồi, bên kia cũng đã 9 dân và 4% dò quả đầu. Ok, đóng thêm một e. Đi dò vòng nữa. Vâng, giải đấu Liên Tỉnh 2018 đang đến với những giai đoạn cuối cùng. Khu vực cuối cùng ở vòng loại trước khi đến với vòng chung kết tổng được diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm nay. Để đến với giải đấu Liên Tỉnh 2018 thì mình xin phép thay lời cho ban tổ chức cảm ơn đến hai nhà tài trợ đó là TWin188, website TWin188.live và Pow, website playline.win đã đồng hành cùng GameTV để có thể tổ chức giải đấu lần này. Xin trân trọng cảm ơn đến hai nhà tài trợ. Vâng, hiện tại thì giải đấu chúng ta đã đến với khu vực cuối cùng. Một lần nữa mình xin nhắc lại là khu vực thứ 8, các tỉnh Nam Bộ và miền Tây. Và bây giờ đã vòng thi đấu bán kết rồi. Sau vòng thi đấu bán kết này chúng ta sẽ tìm nốt một game thủ vòng bán kết ngày mai nữa. Sau đó sẽ thi đấu chung kết luôn. Và để có thể kết thúc khu vực vòng loại của giải đấu Liên Tỉnh trước khi đến với vòng thi đấu chung kết tổng. Và vừa hiệu 4 con dành cho game thủ Lỗ Minh Quang. Và anh đang lùa nó về nhưng mà phi lỗi mất một con rồi. Cánh rừng này có vẻ xấu khi có con vực ở phía sau. Không hề đơn giản để có thể khai thác gỗ. Nhưng đây là một cánh rừng đẹp để anh có thể ăn. Một cái rừng thông nữa và có thêm bầy hiệu ở cạnh đó. Bằng lùa 4 con hiệu này về nhà chính cho mình. Xoay tham lai. Rồi bên kia 16 dân, không chết dân thì đang chậm dân dành cho Phùng Minh Quang. Phùng Văn Quang thì đúng hơn. Phùng Văn Quang và Lỗ Minh Quang. Và đây là bãi quả phụ của mọi người. Ok. Như vậy là S đầu đóng rừng dừa. Bầy hiệu đang lùa về, quả phụ hiệu phụ thấy rồi. Gặp một sư tử không đáng ngại. Hải đang rất vất vả trong việc đưa 3 con hiệu cho bầy hiệu đầu về nhà chính cho mình. Có vẻ đang hơi bướng. Không có đây gì sẽ về hết thôi. Xin chào tất cả anh em theo dõi qua fanpage Game TV Plus nha. Xin chào tất cả các bạn. Và mình là bình luận viên Hải Maggio đây. Anh em nào xem đế chế thì chắc là cũng có một vài người biết đến mình. Mình cũng không phải là một bình luận viên nổi tiếng. Một bình luận viên nhàng nhàng thôi. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình và hai game thủ của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Anh em nào rảnh tay thì có thể truy cập vào phần mô tả của video trực tiếp và cho mình xin một like, nút theo dõi fan, một like và nút theo dõi fanpage Hải Mario của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you anh em. Và trận đấu này thì game thủ Lỗ Minh Quang đã kéo dân ra để có thể khai thác bãi quả phụ và đấu cầm Phonesia. Như vậy là có thêm một voi. Ôi trời, đang lo. Và quả phụ bầy hiêu này có khi vẫn còn hơi yếu. Vẫn thấy thêm một voi này đánh 25 dân, xong có cắt dân ra nốt bầy hiêu bên ngoài này là ok. Hai bãi vàng đẹp rồi. 25 dân và chờ thực kích đời. Mới được 466 thực thôi. Con voi thứ hai được câu về nhà chính cho mình. Bài này kích 8 tròn với 25 dân. Đấy, xem tham bên kia kích bao nhiêu. Và bên kia dò 27% thì xong rồi. Gờ đấy nghe vẻ tịt lắm rồi đấy. Vâng, đã cầm quân cửa dưới. Gờ đấy còn dò 27% mặt đồ thì Sami khê ra lắm. Vâng, không chết dân rồi cầm gờ đấy. Vâng, còn 26 dân dò 28% vẫn đang đi dò thêm này. Vâng, như vậy anh kéo dân lên để ăn bãi quả đây. Đóng thêm một chiếc BS nữa. Dường như không muốn ăn bầy hiêu này rồi. Đóng thêm chiếc BS này thì khả năng cao đấy không muốn ăn bầy hiêu này. Hiêu đầu 3 đôi voi bãi quả phụ. Quả đầu 7, quả phụ sau. Ép đời mỗi như vậy thì sao? Và như vậy là sẽ lùa một vài con hiêu về gần chiếc BS này để có thể khai thác. 2 BS. Chiếc BS này là nhân 3 này, ăn cả hiêu, cả gỗ, cả vàng này. Vâng, BB được đóng ở bãi gỗ này rồi. Vâng, thịt nốt con hiêu này thôi. Rồi ok. Vâng, có tách thêm dân ra lùa hiêu ở đây về nữa không? Vâng, lên đời xong. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện, đây sẽ là BM. Đây là BL này. Và đây là BM. Chắc chắn mình đi lên đời muộn hơn. Thậm chí còn muộn hơn nhiều ấy.
Tất nhiên là khi đối đầu Garrick, các bạn cầm phô, các bạn muốn công việc nhẹ mà lương cao thì các bạn cứ thủ cho hai cái nhà VP lên đời nâng cấp bánh xe chạy ôm bom, thế mà có mỗi thế thôi. Rồi, như vậy là ra thêm ruộng ở đây. Giò xin chưa? Giò đã được xin rồi, công giáp thì chưa lên. Đẩy giò đi thì anh lại gặp sư tử. Chưa công giáp gì của ngựa giò này, chắc đang lên công rồi. Vâng, lao thẳng vào góc 3 giờ thì bãi quả và bãi vàng nhưng không thấy gì ăn cả, không lên công giáp gì. Vậy ơi gì? Bên kia vẫn chưa đào vàng. Ủa mày có đấy đợt muộn thì 37% mà đồ vẫn chưa đào vàng này. Ủa chơi được nghỉ vậy. Không thấy đào vàng các bạn ạ. Đây rồi. Đã tìm ra nhà cầm gói đấy nhưng con giò không công không giáp. Ôi quả đầu thế này thì khê lắm. Vâng, làm tạm một chào. Gió không công giáp là ăn được một dân nó cũng là khá là vất vả đấy. Lên đời xong rồi. Một lạc đà. Vâng, nâng cấp bánh xe chứ. Chắc chắn là như vậy rồi. Vẽ được khá khá ruộng này lên đời cũng ổn đấy. Bãi vàng, đội vàng đang bo bế ở đây. Gorex đối đầu với Phoenician. Và các bạn thấy bài Gorex này đang chuẩn bị tịt đến nơi rồi. Gió cũng không công không giáp thì đánh đấm cày gì. Một P thủ và tỷ số sẽ là 1-0 dành cho game thủ Lỗ Minh Quang trong cuộc đối đầu với game thủ Phùng Văn Quang ở trong nội dung solo random vòng thi bán kết giải đấu Liên Tỉnh 2018. Nhìn đến thời điểm này tôi biết là không cửa thua rồi. Hết cửa, hết cửa. Đóng bánh xe lên xong nữa, đóng một BA ra được. Úi dồi ôi, còn nâng cả đào vàng thế này ông này. Kinh quá nhờ. Còn nâng cả đào vàng này, ăn vàng muộn anh nâng cả đào vàng luôn này. Có thể dân đối phương chạy đi đâu, chắc chắn là không có dưới này rồi. Vì nếu chạy qua đây thì phải ăn bãi quả, chứ không bao giờ bỏ qua bãi quả này đâu. Rồi con giò lại quay lại, làm con phù thủy phát à. Rồi phù được con ngựa giò luôn chứ, kinh quá nhỉ. Rồi ngon rồi. Sóng đơn đã có, timeline đang limit 33 trên 32. Vâng, chưa thấy anh xây e. Dân thì cũng không thấy anh xin nữa. Đây rồi, xây thêm hai cái e và con ngựa chém nó đẩy vào. Ok, vào tìm phù thủy đây mà. Rồi chém phù thủy. Rồi phải chấp nhận thôi. Rồi con ngựa chém không giáp phải mình là mình đập luôn rồi. Và vẫn hở và lại vào chém bãi vàng. Phù thủy vẫn chưa thấy xin ra. Vừa xin được 4 con phù thủy ở đây mà chưa thấy nó ra. Đợi thì. Rồi cung R đã có. Bắn thôi. Vâng, làm gì. Rồi phù đi. Ai ô. Vâng, được thêm con ngựa chém nó công phu lên này. À đâu. Vâng, phù cái đấy hình như đen. Ô thôi xong tôi rồi. Vâng, đen ngựa chém và dân ra gõ một gõ nằm xuống. À, phu ngựa giò. Phu được con ngựa giò. Vâng, bây giờ thì cung R đừng bắn ngựa giò lại chạy mất hình. Vâng, trong khi đó ở nhà thì đang bị công lên bãi vàng của đấy đã bay. Và bây giờ sẽ là đến bãi gỗ. Nông dân đây của đấy cũng đã có bánh xe. Nhưng tận này bãi gỗ bị công vào anh sẽ thủ kiểu gì đây. Vâng, con ngựa giò không công không giáp đang đi chọc dân. Một nông dân của anh thì đang bị bắn. Chuẩn bị đen nhà và chạy bãi gỗ này thôi. Tham lại là 38 trên 44 dành cho game thủ Lỗ Minh Quang trong trận đấu này. Rất là khỏe rồi. Và cứ vậy em bên trong thì cung đờ nó sẽ rỉa hết dân. Và người nhà lại bị công lên một tấn đâm y. À và như vậy là tích y để công lên. Và tấn này ngon. Và tấn này ngon. Một bạn có cung đờ rồi. Hai con cung đờ này rỉa y cũng ok này. Và cả phù thủy được công lên nữa. Rất hiệu quả với tấn đâm y bất ngờ này của game thủ Phùng Văn Quang. Và ngựa giò cùng với đó là những con y được công lên. À đây, dân ăn hoang ở đây. Úi dồi, cái gì này, vác dân ra đập cung giờ rồi. Và anh chú ý không. Và chém dân thôi. Ok. Và đội bạn ăn hoang ngay gần nhà. Và tân quân kia thì anh vẫn đang ăn dân gỗ của đối phương. Và trong khi đó phù thủy thì phù y nhưng mà đen rồi. Và bây giờ những con y ở đây. Và những con nông dân cũng đang ở đây. Cần phải kéo thêm cung R về để có thể rỉa y. À, hỗn mã ba nhà quân, nhưng mà anh không chú ý những con quân của mình để đối phương xiên đi khá nhiều đấy. Ông bài không quản được dân ăn hoang hơi vất vả. Dân của anh thì cũng chạy đi rồi. Ở nhà thì vẫn đang vẽ ruộng và vẫn đang sóc cung R ra để chơi phù được y đối phương. Có cho ra xiên con y này thôi, đóng thêm mét ở đây và ông bắt được dân ăn vàng đối phương nữa này. Và bắt được dân ăn vàng thì đối phương làm gì còn gì đánh đâu, không có vàng bàn này không đánh được. Và phù thủy lại bị xiên rồi. Vâng, đây dân đây. Ui rồi nhiều dân thế, chạy tứa lừa rồi, không xin được phù nữa à. Con đủ vàng xin phù nhưng mà anh không xin đấy chứ. Và bây giờ cung R kéo về rỉa y là xong rồi.
Nói chung là thế trận cũng rất dễ để đánh dành cho game thủ Lỗ Văn Quang thôi. Và bây giờ thì những con Y này đã phê và hết lực. Có vẻ như Phùng Văn Quang đang rất cố gắng níu kéo lại trận thiếu này. Và tỷ số là 1-0 dành cho game thủ Lỗ Minh Quang ở nội dung solo random. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu thứ hai. Vâng, chúng ta sẽ solo random và solo Isidian chạm 4. Nếu như có tỷ số hòa sau hai nội dung thì sẽ là solo Seng tự do chạm 3 để lựa chọn người có mặt trong trận thiếu chung kết của giải đấu Ali Tỉnh 2018 khu vực 8. Các bạn hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu thứ hai thôi.